sự nghệ của ban tổ chức mà chúng tôi vẫn thấy đã bắn đúng, thậm chí đã âm thanh rất là nhiều. Vâng, mời bà Văn Công cho biết đáp án là gì nào. Này và các bạn, đáp án là ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Hình như là sự biểu hiện của bà Công rất là tài ba, không có một đáp án nào sai hết. Xin chúc mừng tất cả các chị đoàn. Phần trình bày của bạn đại diện của khóa 3 xây dựng, mời khóa 3 xây dựng chúng ta lên trình bày khả năng chuyên ngôn ngữ của mình. Chúng tôi nhận được 9 đáp án đúng trên 14.